Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Cây xanh ơi. Ông trẻ té quá. Mình buồn nhanh hết. Con rát ngẫn đít nhanh lanh lính đẩy cái thằng cha nội nhà mày đít con mẹ một cảnh dày mẹ nói bố mày bắn cái cha luôn đừ thì ghê con bót đít bố mày lên làm chiêu nhanh lên mày lên đòn đéo cũng được rồi mày dùng con đéo cũng được. Bố phá bùa ngang cho lòng con. Bùa yếu cần. Anh Sáng mới đồn về. Vì thật ra này đánh ra cái nhà bố mày. Đánh ra cái nhà bố mày. Chạy đi mẹ con ngu rồi này. Đi đâu đó mẹ. Đó bót. Đi mẹ mới nhìn về. Bông đến cùng cả mẹ thì mình đi em. Cậu em không anh ngồi. Trước khi mày lên mày phải suy nghĩ nó lập lẻ lẻ. Chưa đâu. Mày mạnh đến mấy em mà chết đâu. Cái đó là ra mày xa đây nè. Thịt khô mới lồn anh bẩn. Kèn cao ấy. Ra địt mẹ. Bẩn rồi. Solo. Vừa rồi địt mẹ ơi. Tại bố mày mấy giây nữa đi. Mẹ. 11. Thằng chặt ngu hết rồi. Địt mẹ. Cho địt mẹ bố tức cả người. Muốn chỗ nó gư. Đấy. Thổi kia nháo rồi. Kè hết rồi địt mẹ. Gà ấy rồi. Chắc cái nhịn mẹ à. Đấy. Nó tại đâu vậy? Ừ. Nào đố lại nhảy không? Gì? Solo lại không? Đi. Ờ xem ai đây solo mẹ giỏ nè. Mẹ đi em. Đằng cạnh. Vào. Đi. Vậy. Mà đi lên hết pin rồi đây. Mẹ là cứ vào rồi còn vào đi. Rồi cái này rồi. Rùa luôn bót. Rùa đéo đến bên con nó chuẩn rùa. Này mày cho mày chọn Alan luôn con chó ấy. Rùa có gì ma lông chứ gì. Mày chỉ con đấy thôi. Đúng. Rồi cho mày chọn con đấy luôn. Tao cũng chém chết chà. Nào cho ma lông rồi. Cho nó lên thiên đàng. Càng bị gẫn. Cá nó bị ngẫn thôi đi mẹ. Con chó nào đúng ý. Thế nó dùng ma lốc đây còn. Thế thì dùng ma lốc rồi. Đền tương tổ của nó mà. Anh ơi, sâu đáng yêu rồi này. Thôi. Ác tiếp mấy con này. Con này tiếp là từ Endo. Encac bị mẹ. Rồi bố mình cho Encac của mình. Còn nửa buổi trẻ lắc đi mẹ đấy tí chưa nhỉ. Có sợ 33 rồi rồi. Ơ sợ 33 rồi. Trời mỗi 33 đi khoan cho nó phê. Còn cứu ô gậy.